Tên. Có bạn nào biết đây là mặt của con gì không? Có bạn nào đoán được ra không? Đây là mặt của một chú lợn đấy. Chú lợn màu hồng này, có tai màu hồng, có mũi màu hồng này, có hai cái má cũng màu hồng này, trông đáng yêu chưa? Để tớ thử mở ra xem cây kẹo này ăn có ngon không nhá. Ở đây người ta ghi là kẹo dẻo hình thú đây này. Ôi cha ơi, cha ơi. Cậu ngồi đấy làm gì đấy? Ôi, cậu biết đây là gì không? Đây là cái gì đấy? Đây là kẹo đường đấy, hình chú lợn đấy. Ôi, đúng rồi, hình một cái con lợn màu hồng này. Cậu ăn được à? Ừ. Ăn ngon đằng khác cậu ơi. Ngon không? Mềm mà vị chua chua. Ừ, cho tớ thử một miếng xem nào. Ăn miếng nhỏ ấy nhá, còn giả tớ nhá. What? Ô, sao cậu ăn nhiều thế? Nhiều gì, tớ ăn một miếng thôi mà. Giả tớ đây. Các bạn ơi, nhìn này, bảo ăn một miếng, tớ chỉ dám ăn một góc nhỏ trên này, thế mà cậu ăn một phát hết nửa cái kẹo này của tớ. Thế thì... mà gọi ăn một miếng. Thì đằng nào mà chả ăn hết chứ để đấy làm gì đâu. Cho cậu đi đâu đấy? Tớ đang định rủ cậu đi chơi đấy. Đi chơi đâu? Đi tìm khủng long đi. Đi tìm khủng long về nuôi. Hôm trước tớ nhìn thấy trên TV á, người ta nuôi bao nhiêu khủng long đấy. Ủa, đến khủng long thôi được à? Ừ. Thế đi. Đi tìm khủng long đi. Đi. Đây này, mình cứ ra đây mình tìm. Nếu mà tìm được con gì về nuôi, tìm được con chuột cũng được, hoặc là con thỏ cũng được. Ở đây nhìn tớ thấy, hôm trước tớ thấy bao nhiêu con vật ở đây, cả chim nữa cơ mà. Khủng long ấy thì thường ở trong sở thú cậu ơi, chứ còn ở cái kiểu vỉa hè đường phố này làm gì có khủng long. Đây là cánh đồng hoang các bạn ạ, kiểu gì cũng có. Ui, tớ nhìn thấy này. Đâu? Đây phải khủng long không? Khủng long đây thằng lằn. Thằn lằn hay sao ấy? À, không phải đâu. À, con này giống thằn lằn nhưng mà hình như nó là loài khủng long đấy. Thế? Còn đây này, đây đúng rồi, khủng long đây rồi. À, hai con này mới là khủng long này. Ừ, đây cũng là khủng long này. Khủng long tay dài đây này, móng dài đây này. Ồ, tự nhiên thì được ba con khủng long này rồi. Tớ mang về tớ nuôi đây. Tớ phát hiện ra, tớ phải cho tớ chứ. Để chia cho tớ chứ. Sao cậu lại đem cả ba con khủng long về nuôi á? Nhưng mà tớ nhặt ba con khủng long này lên mà, mới cả tớ rủ cậu đi tìm chứ. Bây giờ cậu đi tìm đi. Nếu mà cậu tìm thấy thì cậu lấy con khác mà nuôi chứ. Ba con này là của tớ rồi, tớ còn lâu tớ mới cho cậu nữa. Nhím này xấu tính thế nhỉ? Được rồi, để tớ mà đi tìm được con khủng long to hơn nha. Còn lâu tớ mới chơi với cậu nữa. Ừ, kệ cậu, tớ ra đây tớ ngồi tớ chơi với mấy con khủng long của tớ đây. Ôi, ở đây có một cái hồ này cậu ơi. Các cậu ơi, liệu có khi nào ấy có khủng long ở dưới nước không nhỉ? Ờ, nhưng mà khủng long làm gì có sống ở dưới nước các bạn ơi. Ui, kia là cái gì đây? Có bạn nào phát hiện ra đây là gì không? Nhìn này, có ai nhận ra đây là cái gì không nhỉ? Sao ai vứt rác ở đây? Ui, cạnh đây có một con châu chấu ma này. À, rồi cho các bạn xem đây này. Một con châu chấu màu đen nhá, đen xì luôn này. Bình thường châu chấu các bạn nhìn thấy là nó sẽ màu xanh lá cây ấy. Những con này nó màu như kiểu cái gốc cây này. Ấy, mà đây này. Cái chính là đây này. Ui trời ơi. Đây là khủng long không? Đây hình như con rồng ấy. À, hóa ra đây là một con rồng lắp ghép các cậu ơi. Rồng khủng long mà. Để tớ thử lắp vào nhá. Đấy, được một cái đuôi rồi này, đẹp chưa? Ui, đây không phải là con rồng mà là một con khủng long lửa. Con này có thể phun được lửa đấy mọi người ơi. Quả này tớ phải ra tớ khoe bạn Nhím mới được các bạn ơi. Ui dồi ôi, Nhím ơi. Nhím ơi. Cái gì? Này, tớ phát hiện ra con này. Cậu nhìn thấy đây chưa? Đây là con khủng long phun lửa đấy cậu ơi. Ui, sao cậu lại tìm được ở đâu con tớ khủng long này? Tớ tìm nó được ở gần cái hồ nước ở phía bên cạnh đường kia kìa. Ui, thích thế, con ấy. Này về nuôi thì nó nhanh lớn lắm đấy. Đây này, cậu nhìn này. Ui rồi ôi, ui. Khủng long của bạn Nhím đứng lên xem nào. Ôi, bé tí tí. Khủng long của mình bé tí 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 các bạn ơi. Thế này làm sao mà sợ. Ui, ba con khủng long của bạn Nhím nhá, đứng vào ba cái đầu này của tớ này. Các bạn thấy chưa? Ôi, khủng long của bạn Trang to thật đấy. Khủng long này của tớ là khủng long khổng lồ đấy cậu ơi. Còn lâu tớ mới cho cậu nha. Được rồi, không cho này thôi. Tớ mang khủng long con của tớ về nuôi nhá. Mai sau nó cũng lớn, nó to đùng lên cho mà xem. Many months later. Khủng long này, chịu khó ăn đi nhá. Ăn mai mà chả lớn cái gì cả. Mình nuôi mấy con khủng long này gần một năm rồi các cậu ạ. Thế mà bây giờ nó mới to được thêm có một tí ấy. Vẫn bé tí tí. Khủng long ơi, chịu khó ăn đi để cho nó lớn nhanh nhanh lên. Rồi còn đi chiến đấu chứ. Chứ bé thế này thì làm sao mà đi chơi với mình được. Không biết là cái con khủng long bạn Trang bạn đang nuôi bây giờ thế nào rồi nhỉ. Có khi mình phải đến mình xem là con đấy bây giờ nó to chưa. Không, chứ khủng long của mình nuôi này lâu quá, chán quá cơ mất. Khủng long ơi, đi nhanh lên nào. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ấy. Khủng long mình đang đi vào sử dụng đấy mọi người ơi. Các bạn ơi, các bạn thấy khủng long của mình to không? Không biết là khủng long của bạn Nhím mà ngày xưa bé tị tị bé hơn con khủng long của mình bao nhiêu, không biết bây giờ nó lớn chưa nhỉ? Ôi, ơi, đi thôi, khủng long chào các bạn nào, bye bye các bạn nha. Ui, bạn Trang đây rồi. Ô, bạn Nhím, cậu đi đâu đấy?
tớ đang cho mấy con khủng long của tớ đi ra ngoài đồng bắt sâu, bắt dế để ăn. Ôi giời ơi, ăn sâu dế thì bao giờ mới lớn được. Thế con khủng long của cậu đâu? Đây này, ra đây tớ cho xem. Ui giời ơi, Trang ơi. Đây á, con khủng long của cậu đây á. Ờ, khủng long của tớ đấy. Sao? Kinh chưa? Nuôi cùng với con khủng long của tớ mà sao bây giờ nó to thế này? Ừ, tại vì tớ cho ăn cám tăng trọng đấy. Eo ơi, con khủng long của bạn Trang to thật đấy. Trong khi đó con khủng long của mình nó bé như cái vốc tay ấy, bé như con gà con ấy, cậu ạ. Thế là bạn nhím chắc là bạn ấy không biết cho khủng long ăn rồi. Ôi, nhưng mà Trang ơi. Úi giời, đừng đứng gần, nó phun một cái cho thì đen xía được người bây giờ. Nó phun lửa? Ừ. Ui, sao này nó còn phun được lửa đây cậu ơi. Ừ, ghê chưa? Ơi. Đây là khủng long phun lửa mà. Thế mà khủng long của tớ nó chả làm được cái gì cả cậu ạ. Chán thế. Ôi, khủng long này của tớ là còn biết bay cơ. Biết bay nữa cơ? Ừ. Ui ôi, sao cậu vừa may mắn thế, cậu vớ được con khủng long đẹp thế nhỉ? Thật đấy, bạn Trang, bạn ấy may mắn tự nhiên có được con khủng long lửa đẹp thế, vừa to vừa đẹp. Mình trong khi nuôi mãi mấy con khủng long của mình bé tí thì tí, chán ơi là chán. Hay là mình đi tìm con khủng long khác mình nuôi nhỉ? Ở kia có cái gì các bạn ơi? Hình như ở kia có một con khủng long khổng lồ kìa các bạn ơi. Con khủng long này cũng màu đỏ hay nó là cũng là khủng long lửa giống của bạn Trang nhỉ? Ôi. Ô. Nó còn đang đẻ trứng kìa. Wow, con này nó đẻ nhiều trứng thế. Ủa, thế thì mình phải ra mình ăn trộm mới được. Ôi các bạn ơi, mình vừa ăn trộm được trứng của cái con khủng long này rồi. Con khủng long này còn to hơn cả khủng long của bạn Trang ấy. Ôi, các quả trứng cũng màu đỏ luôn này các bạn ơi. Wow, toàn quả là khủng long lửa đấy. Thế này á, mình về mình nuôi á, mình có 3 con, bạn Trang có 1 con á, mình còn thế thì mình còn nhiều hơn của bạn Trang luôn. Ôi thích quá, để mình thử xem bên trong quả trứng này nó là gì nào. Wow, có khủng long con này các bạn ơi. Đây này, con khủng long này có cánh không? À, cũng có cánh này. Ui, nó giống khủng long mẹ rồi. Cũng người cũng đỏ đỏ ra, có lửa đấy. Thế này chắc là khủng long phun được lửa đấy. Ui, cái gì đấy? Ui, các bạn ơi, con khủng long mẹ. Ui, nó tới rồi, chạy thôi. Ui, khủng long ơi, đây ta xin lỗi, ta lỡ lấy trứng của ngươi. Đây, ta giả ngươi 3 quả trứng đây. Đừng làm hại ta, đừng phun lửa ta nhá. Đây, ta để đây. Ui, các bạn ơi, nó không tha cho mình rồi. Chạy thôi. Khủng long ơi, hôm nay trời lạnh nhỉ. Ui, sáng ơi. Ui, cổng trứng ơi. Ui. Cứu cái gì? Có một con khủng long, nó phun hơi lạnh, nó vừa tấn công tớ. Thế cậu làm gì nó mà cậu lại hốt hoảng thế? Tớ lỡ lấy trộm 3 quả trứng của nó, tớ tưởng là lấy về để tớ ấp nó ra khủng long lửa. Nhưng nào ngờ bị nó phát hiện, thế là nó đuổi, tớ giả nó rồi nhưng mà nó vẫn không tha cho tớ cậu ạ. Cậu bảo khủng long của cậu giúp tớ với. Ui giời ơi, thôi được rồi, để tớ gọi khủng long tớ ra. Kìa, con khủng long phun xương rồi kìa. Cậu bảo con khủng long của cậu tiến lên đi Trang ơi. Khủng long muốn đầu ơi, tiến lên dạy cho khủng long phun xương bài học đi. Ui, khủng long ơi, phun lửa đi. Khủng long của bạn Trang phun lửa đi. Xong nó 4 đầu, cả 4 đầu đều phun được lửa luôn. À, kìa, 2 con khủng long đang phun vào nhau rồi kìa. Đấy. Ui, lợi hại quá. Ui, con khủng long của cậu lợi hại thật đấy. Này, nó phun đi. Khủng long phun lửa, nó hơi mạnh luôn. Ô, con khủng long kia nó chạy ở phía Trang ơi. Nó sợ lửa đấy. Con này nó sợ lửa, nó chạy rồi. Con khủng long của bạn Trang sẵn rồi.